Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh lớp 12 thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ gửi tới quý vị, các bạn, các em học sinh lớp 12 bài đọc thêm "Một người Hà Nội" tác giả Nguyễn Khải theo sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 tập 2 chương trình giáo dục năm 2006. Tiểu dẫn. Nguyễn Khải, sinh năm 1930 mất năm 2008. Tên khai sinh là Nguyễn Mạnh Khải, sinh tại Hà Nội nhưng sống ở nhiều nơi. Năm 1947, ông gia nhập tự vệ chiến đấu ở thị xã Hưng Yên, sau đó vào bộ đội làm y tá rồi làm báo. Năm 1951, ông làm công tác tuyên huấn ở phòng chính trị quân khu 3. Năm 1952, ông làm thư ký tòa soạn báo chiến sĩ quân khu 3. Từ năm 1956, ông công tác ở tòa soạn tạp chí văn nghệ quân đội, là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Sau năm 1975, ông chuyển vào sinh sống, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Khải bắt đầu viết văn ấy, từ năm 1950. Năm 1951, ông được tặng giải khuyến khích về văn xuôi trong cuộc thi văn nghệ 1951-1952. Với chuyện xây dựng và bắt đầu được chú ý từ tiểu thuyết xung đột phần 1 1959, phần 2 1962. Nguyễn Khải có nhiều tác phẩm Viết về nông thôn trong quá trình xây dựng cuộc sống mới, mùa lạc, tập truyện ngắn 1960, một chặng đường, truyện dài 1962, tầm nhìn xa, truyện 1963, người trở về, tập truyện vừa 1964, chủ tịch huyện, truyện 1972. Về bộ đội trong những năm chiến tranh chống Mỹ, họ đã sống và chiến đấu Ký sự 1966, Hòa vang bút ký 1967, Đường trong mây tiểu thuyết 1970, Ra đảo tiểu thuyết 1970, Chiến sĩ tiểu thuyết 1973, Tháng 3 ở Tây Nguyên ký sự 1976. Từ sau năm 1975, sáng tác của ông đề cập đến nhiều vấn đề xã hội chính trị có tính thời sự và đặc biệt quan tâm đến tính cách, tư tưởng, tinh thần của con người hiện nay trước những biến động phức tạp của đời sống, tiêu biểu là các tiểu thuyết Cha và con và 1979, Gặp gỡ cuối năm 1982, Thời gian của người 1985 và các tập truyện ngắn một người Hà Nội 1990, một thời gió bụi 1993, Hà Nội trong mắt tôi 1995, sống ở đời 2002, vân vân. Năm 2000, ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Truyền ngắn một người Hà Nội phát hiện vẻ đẹp trong chiều sâu tâm hồn, tính cách con người Việt Nam qua bao biến động, thăng trầm của đất nước. Văn bản dưới đây có lược một số đoạn. Văn bản Chúng tôi gọi là cô, cô Hiền, là chị em đôi, con dì ruột với mẹ già tôi. Năm 1955, tôi từ kháng chiến trở về, một Hà Nội nhỏ hơn trước, vắng hơn trước. Còn họ hàng á, chỉ còn lại có dăm gia đình Vì chồng và con đều đi theo cách mạng Cô Hiền cũng ở lại Dầu cô chú vẫn sống ở Hà Nội suốt 9 năm đánh Pháp Các con lại còn nhỏ Chả có dính lưu gì đến chính phủ ngoài kia cả Họ ở lại chỉ vì không thể rời xa Hà Nội Không thể sinh cư lập nghiệp ở một vùng đất khác lại thêm chú tôi làm nghề giáo học Một ông giáo dạy cấp tiểu học Là người cần thiết của mọi chế độ Chế độ cộng sản cũng phải khuyến khích trẻ con đi học Học văn hóa và học làm người Còn chính trị chính em là những lứa tuổi trên Học sinh trí tài và sinh viên đại học Tính thế là đúng nhưng tôi vẫn lo Thật ra không có gì đáng để phải lo Nhưng tôi vẫn nghi ngại Gia đình này rất khó gắn bó Với chế độ mới Và chế độ mới cũng không thể tin cậy ở họ Là vì họ ở rộng quá Một tòa nhà tọa lạc ngay tại một đường phố lớn Hướng nhà nhìn thẳng ra cây si cổ thụ Và hậu cung của đền Ngọc Sơn Với người vô sản Ở quá rộng là một cái tội trong khi cán bộ và gia đình họ phải ở chen chúc trong những khu nhà tập thể có khi phải ở ngay dưới gầm cầu thang của một nhà bạn bè cái mặc cũng sang trọng quá mùa đông ông mặc áo ba đờ suy đi giày da bà mặc áo măng tô cổ lông đi giày nhung đính hạt cườm lại cái ăn nữa cũng không giống với số đông bàn ăn trải khăn trắng giữa bàn có một lọ hoa nhỏ bát thì úp trên đĩa đũa thì bọc trong giấy bản và từng người ngồi đúng chỗ đã quy định gia đình tôi thì ăn uống bình dân hơn vợ chồng con cái ngồi xúm xít quanh cái mâm nhôm thức ăn có khi múc ra bát ra đĩa có khi cứ để nguyên trong nồi nồi lớn đặt giữa mâm nồi nhỏ đặt cạnh mâm cứ việc sụp muôi vào, sụp đũa vào, vừa ăn vừa quát con, mắng cái, nhồm nhòm, hả hê, không cần phải khuôn bó theo một quy tắc nào cả. Ăn cốt để sống, để làm việc, hay hớm cái thứ lễ, hay hớm gì, cái 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 thứ lễ nghi rườm rà của giai cấp tư sản. Tôi không dám thốt ra miệng, nhưng vợ chồng vẫn bảo riêng nhau, cô Hiền á, Đích thị là tư sản rồi đã là tư sản ấy, thì không thể tin cậy được việc mình mình biết việc cô mà cô dính lưu nhiều có ngày lại rắc rối lược đoạn hai cô hiền xuất thân trong một gia đình giàu có lương thiện mẹ buôn nước mắm bố đỗ tú tài mê văn thơ dạy con cái theo khuôn phép nhà quan cô hiền xinh đẹp thông minh được gia đình cho phép mở phòng tiếp khách văn chương gọi là salon văn học. Được sống năm đầu ở Hà Nội vừa giải phóng, với lứa tuổi chúng tôi ngày ấy mới 24, 25 cái xuân xanh là cực kỳ khoan khoái. 9 năm, xa phố phường, xa ánh điện, không được vào rạp, xem chiếu bóng hoặc cải lương, không được vào một cái chợ đông người giữa ban ngày. Bây giờ mỗi ngày đều 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 ở hà nội mỗi đêm đều ở hà nội mãi mãi còn ở hà nội chúng tôi thì vui thế tại sao những người vốn sống ở hà nội chưa thật vui nhỉ họ đang tìm cách thích ứng với chế độ mới cách sống cách làm việc cả cách nói năng nữa một lần tôi đến thăm cô chú Thằng em trai đã 14-15 tuổi chạy ra mở cửa Kêu ầm lên Mẹ ơi đồng chí Khải đến Cô tôi cau mặt gắt Phải gọi là anh Khải Hiểu chưa Bất đồ chú tôi cũng bước tới Nắm tay tôi rồi hỏi hồn nhiên Tại sao chủ nhật trước Đồng chí không ra chơi Cả nhà chờ cơm mãi Cô tôi thở dài Quay người đi Tôi nói nước được độc lập vui quá cô nhỉ cô trả lời <laughs> vui hơi nhiều nói cũng hơi nhiều phải nghĩ đến làm ăn chứ theo cô chính phủ can thiệp vào nhiều việc của dân quá nào là phải tập thể dục mỗi sáng phải sinh hoạt văn nghệ mỗi tối vợ chồng phải sống ra sao trai gái phải yêu nhau như thế nào thậm chí cả tiền công xá cho kẻ ăn người ở về sau tổ dân phố lại vận động nhau không nên nuôi người ở nhà này á trước đây á có hai người ở một anh bếp và một chị vú chị vú là vợ anh bếp đẻ được đứa con nào lại đưa về quê cho bà ngoại nuôi sau ngày giải phóng cô tôi á cho anh bếp về quê làm ruộng chỉ còn chị vú vẫn ở lại vì chủ tớ còn cần dựa vào nhau mỗi ngày chị đi chợ đều có cán bộ bám theo dò hỏi chị có bị nhà chủ hành hạ không tiền công có được trả đều đặn không thái độ chính trị của họ là như thế nào chị vũ gắt ầm lên nếu họ không tử tế thì tôi đã xéo từ lâu rồi không khiến ai phải xui chị ta kể lại chuyện đó cho cả nhà nghe bình luận cách mạng gì mà toàn để ý đến những chuyện lặt vặt bây giờ thì chị vũ đã mất rồi về quê được 4 năm thì mất chỉ trông con cho bà cô tôi từ năm 19 tuổi đến năm 45 tuổi mới về quê tình nghĩa như người trong họ anh chồng không lấy vợ khác vì các con đã trưởng thành anh làm chủ nhiệm một cửa hàng mua bán của xã ngày dỗ ông chú và ngày tết đều đem gạo đậu xanh miến và rượu toàn của nhà làm cả lên biếu cô và các em. Trong lý lịch cán bộ, tôi không ghi tên cô Hiền. Họ thì xa lắc, bắn súng đại bác chưa chắc đã tới. Huống hồ còn là bà tư sản, dính líu vào lại thêm phiền. Tôi vẫn đinh ninh cô phải thuộc giai cấp tư sản vì cô có gương mặt đặc biệt là tư sản. Càng ra lại càng rõ. Tôi hỏi cô, Tại sao cô không phải đi học tập cải tạo Cô giấu cũng tài nhỉ <laughs> Cô Hiền cười rất tươi <cười> Tao chưa đủ tiêu chuẩn Tôi cũng cười Lại còn chưa đủ Cô nói thản nhiên <laughs> Tao có bộ mặt rất tư sản Một cách sống, sống rất tư sản Nhưng lại không bóc lột ai cả Thì làm sao thành tư sản được <laughs> Tôi nín lặng vì đó là sự thật cửa hàng của cô tôi chỉ bán có một thứ hoa giấy các loại hoa giấy và các lãng hoa đan bằng tre thêm ít bưu ảnh và sổ tay kỷ niệm hoa làm rất đẹp bán rất đắt nhưng nó chịu thuế rất nhẹ chỉ có một mình cô làm các con thì chạy mua vật liệu hoặc làm giúp phần cuống lá vào dịp tết ta và tết tây nhiều bà bạn cũng tỏ ý ngờ vực trông bà như tư sản mà không bị học tập cũng lạ nhỉ cô tôi trả lời rất nhẹ nhàng các bà không biết nhưng nhà nước lại rất biết tất nhiên là cô khôn hơn các bà bạn của cô và cũng thức thời hơn ông chồng sau ngày hà nội giải phóng cô vẫn có hai dinh cơ một nhà đang ở và một nhà ở hàng bún cho thuê ông làm nghề dạy học con đông đủ ăn là may có tiền dư để tậu nhà là do ông viết sách giáo khoa cấp tiểu học được nha học chính công nhận và cho in bán năm 1956 cô bán ngôi nhà hàng bún cho một người bạn mới ở kháng chiến về một năm sau có một cán bộ tới hỏi về nhà cửa và có nhắc tới ngôi nhà ở hàng bún cô trả lời tỉnh khô xin mời anh tới ngôi nhà anh vừa nói hỏi thẳng nhà chủ xem họ trả lời ra sao nếu còn thắc mắc xin mời anh trở lại cũng trong năm 1956 ông chú tôi muốn mua một máy in nhỏ để kinh doanh trong ngành in vì chế độ mới không cho phép ông mở trường tư thục bà vợ hỏi lại ông có đứng máy được không ông chồng trả lời không ông có sắp chữ được không không ông sẽ phải thuê thợ chứ gì đã có thợ tất có chủ ông muốn làm một ông chủ dưới chế độ này à ông chồng tính vốn nhát rút lui ngay à. cô hiền bên ngoại chị đại bên nội là những người đàn bà có đầu óc rất thực tế mọi sự việc đều được các bà ấy tính toán trước cả và luôn luôn tính đúng vì không có lòng tự ái sự ganh đua thói thời thượng chen vô không có cả sự lãng mạn hay mơ mộng vơ vẩn đã tính là làm đã làm là không thèm để ý đến những đàm tiếu của thiên hạ cô tuyên bố thẳng thừng với tôi một đời tao chưa từng bị ai cám dỗ kể cả chế độ gần ba chục tuổi cô mới đi lấy chồng không lấy một ông quan nào hết cũng chả hứa hẹn gì với đám nghệ sĩ văn nhân đùa vui một thời son trẻ thế là đủ, bây giờ phải làm vợ, làm mẹ, cô chọn bạn trăm năm là một ông giáo cấp tiểu học hiền lành, chăm chỉ khiến cả Hà Nội phải kinh ngạc. Có gì mà kinh ngạc, cô đã tính trước cả sau khi sinh đứa con gái út, người con thứ năm, cô nói với chồng, từ nay là chấm dứt chuyện sinh đẻ. 40 tuổi rồi, nếu ông và tôi sống đến sáu chục thì con út đã hai mươi có thể tự lập được khỏi phải sống bám vào các anh chị là thôi hẳn cô bảo tôi mày bắt nạt vợ mày quá không để nó tự quyết định bất cứ việc gì vậy là hỏng người đàn bà không là nội tướng thì cái gia đình ấy cũng chả ra sao khi các con còn nhỏ ngồi vào bàn ăn cô thường chú ý sửa chữa cách ngồi cách cầm bát đũa cách múc canh cả cách nói chuyện trong bữa ăn cô vẫn ran lũ con tôi chúng mày là người hà nội thì cách đi đứng nói năng phải có chuẩn không được sống tùy tiện buông tuồng có lần tôi cãi chúng tôi là người của thời loạn các cụ lại cứ bắt dạy con cái theo thời bình khó lắm cô ngồi ngẩn ra một lúc rồi bảo tao chỉ dạy chúng nó biết tự trọng biết xấu hổ còn sau này muốn ra sao là tuổi đầu năm 1965, Hà Nội có đợt tuyển quân và chiến đấu ở trong Nam là đợt đầu tiên nên tuyển chọn rất kỹ càng. Lứa tuổi từ 18 đến 25, diễn viên cải lương và kịch nói có, nhạc sĩ có, họa sĩ có, giáo viên trung học rất đông là những chàng trai ưu tú của Hà Nội, nghe nói khoảng 660 người. Người con trai đầu của cô Hiền vừa tốt nghiệp trung học, tình nguyện đăng ký xin đi đánh Mỹ. Tháng 4 năm 1965 lên Thái Nguyên huấn luyện, tháng 7 rời Thái Nguyên vào Nam. Họ có dừng lại Hà Nội vài giờ vào lúc tối, nhưng không một ai biết. Cô hỏi tôi, à tôi 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 hỏi cô như thế này này, cô bằng lòng cho em đi chiến đấu chứ? Cô trả lời, tao đau đớn mà bằng lòng vì tao không muốn nó sống bám vào sự hy sinh của bạn bè Nó dám đi Cũng là biết tự trọng Ba năm Cô không nhận được một tin tức gì Về đứa con đã ra đi Lại đến thằng em kế Làm đơn si tổng quân Cũng đòi vào chiến trường phía trong Để gặp anh Nếu anh đã hy sinh Thì nối tiếp chí hướng của anh Tôi lại hỏi cô Cô cũng đồng ý cho nó đi à cô trả lời buồn bã tao không khuyến khích cũng không ngăn cản ngăn cản tức là bảo nó tìm đường sống để các bạn nó phải chết cũng là một cách giết chết nó rồi cô chép miệng tao cũng muốn được sống bình đẳng với các bà mẹ khác hoặc sống cả hoặc chết cả vui lẻ thì có hay hớm gì cũng may Chú em tôi học rất giỏi, thi vào đại học với số điểm rất cao nên nhà trường giữ lại. Tôi đến chúc mừng cô và em. Cô nói hiện tại thì nó may hơn anh nó. Nhưng nếu anh nó còn sống rồi cũng chưa biết đứa nào may hơn đứa nào. Cô tôi tính toán việc nhà, việc nước. Đại khái là như thế. Tháng 12 năm 1975, Cô Hiền cho con gái xuống nhà gọi vợ chồng tôi tới ăn liên hoan Mừng em Dũng đã về Cô nói Nó đeo ba lô bước vào đến giữa nhà Tao còn hỏi Anh muốn mua gì Tôi cũng không thể nhận ra Nếu được gặp đồng chí thượng úy này Ở đâu đó Gầy ốm quá Da đen quá Râu ria cũng nhiều quá Chả còn tí dấu vết gì Là một chàng trai của Hà Nội trong mấy chục năm sống dưới chế độ ta, mỗi tháng ấy, cô chú đều tổ chức một bữa ăn bạn bè gồm các cựu công dân Hà Nội, những tên tuổi đã thành danh của đất kinh kỳ, khoảng 10-15 người gì đó. Cửa hàng đóng từ chiều, các bà lần lượt đến trước, xông ngay vào bếp, cùng làm cơm, các ông thì đến sau, mũ dạ, áo ba đờ suy, bỏ áo khoác ngoài, bên trong còn mặc đồ bộ, thắt cà vạt, nhưng đã sờn bạc cũ kỹ tiệc đã bày xong á vẫn chỉ có mấy ông ngồi tán suông chứ chưa thấy các bà rồi cửa trăng mở bà chủ xuất hiện trước như diễn viên trên sân khấu lược dắt châm cài hoa hột lấp lánh rồi một loạt bảy tám bà tóc đã bạc hoặc nửa xanh nửa bạc áo nhung áo giả đeo ngọc đeo dây đi lại uyển chuyển Ngày thường các bà mặc áo bông ngắn, quần thâm, đi dép, đi guốc, vuông khăn len tơi tớp, buộc cổ hay bịt đầu là các cô lọ lem của mỗi ngày. Có phải trò chuyện mình cũng dễ ăn nói buông tuồng, thiếu ý tứ. Tất cả là bình dân. Tất cả đều có quyền ăn nói thô tục. Còn lúc lúc này á toàn là những người quý phái. Mình phải xử sự ra sao nhỉ? Cô hỏi tôi Xã hội nào cũng phải có một giai tầng thượng lưu của nó để làm chuẩn cho mọi giá trị. Theo anh, ấy, ở xã hội ta là tầng lớp nào? Tôi cười phá lên. <cười> Thưa cô, là bọn lính chúng tôi, là giai cấp lính chúng tôi chứ còn ai nữa. <laughs> cho nên cái mùi lính trắng thâm nhiễm vào mọi nơi, mọi chỗ, quan hệ kiểu lính, vui chưa kiểu lính, ăn nói kiểu lính. Văn Chương cũng là một mùi lính, là người lính vừa chiến thắng, người lính đang được cả xã hội trọng vọng. Còn bây giờ, sau bữa tiệc mừng đại thắng 15 năm, tầng lớp lính đã mất ngôi vị độc tôn của mình rồi, bây giờ là thời của các giám đốc công ty, các tổng giám đốc công ty, các cố vấn, chuyên viên kinh tế thật giả đủ loại lên ngôi, ban phát mọi tiêu chuẩn giá trị cho cả xã hội tôi xin trở lại cái bữa tiệc của buổi tối hôm ấy bữa tiệc của mấy người thượng lưu của hà nội đã mất ngôi tiếp đại chiều nịnh hai anh bộ đội từ một thành phố lớn nhất nước trở về nói cho thật dũng mới là nhân vật chính còn tôi chỉ là một loại nhân vật phụ ghé gầm vào cái vinh quang chung mà thôi trong bữa tiệc hình như tôi nói có hơi nhiều nói về thành phố Sài Gòn rộng hơn, đông hơn, đẹp hơn cái Hà Nội của mình. Về người dân Sài Gòn cũng lịch thiệp, nhã nhặn hơn người dân Hà Nội. Những người ngồi nghe đều nín lặng, không một ai hỏi lại, không một ai bình phẩm gì thêm. Tôi đã nói điều gì thất thố? Một ông già hướng mặt về phía Dũng bảo, Đồng chí ơi, bộ đội có chuyện gì vui, kể nghe nào. Dũng nói, thưa các bác, chỉ có những chuyện không được vui lắm Một bà nói thì Cứ nói Người đi xa về Có quyền Muốn nói gì thì nói Dũng nói rằng Trong nửa năm nay Anh không ngớt nghĩ về những người Từ Hà Nội ra đi Cách đây đúng 10 năm 660 người Bây giờ còn lại khoảng chừng Trên dưới bốn chục Anh kể về một người bạn cùng trung đoàn cùng một cấp thượng úy tên là tuất khi chuyến tàu từ thái nguyên ấy, tiến vào ga hà nội đã gần nửa đêm vừa mưa to xong ánh điện lòa nhòa trên lá cây trên những mặt đường vắng hun hút trên sân ga hà nội tàu vừa dừng lại thì đâu đó bật lên tiếng loa rất sâu rất vang quý khách chú ý quý khách chú ý chuyến tàu từ thái nguyên ngồi cạnh dũng chợt nhoài người qua mặt bạn gần như đưa cả nửa thân người qua khuôn cửa sổ hất mặt lên phía có tiếng loa kêu nho nhỏ dũng ơi dũng tiếng của mẹ mình đấy tiếng của mẹ đấy không một ai được phép rời khỏi toa tàu không một người thân nào được biết trước để chờ sẵn ở sân ga để được nhìn nhau lần cuối nói với nhau một lời cuối tất cả đều phải bí mật dũng kể tiếp thằng tuất hy sinh ở trận đánh vào xuân lộc trước ngày toàn thắng có mấy ngày cháu về hà nội là muốn nhào ngay lại nhà ga đến phòng phát thanh gặp mẹ tuất nói với bà một lời vì bọn cháu vẫn ở cạnh nhau trong suốt 10 năm Vậy mà phải mấy ngày sau cháu mới dám đến Cháu biết nói thế nào với một bà mẹ Có con hy sinh mà bạn của con mình Lại vẫn còn sống Sống đến bây giờ Đến hôm nay Bà bước ra Giữa một đám đông nhưng cháu vẫn nhận ngay được là mẹ của Tuất Tuất vẫn nói là hắn giống mẹ Ơn giống cha Cháu chỉ vừa kịp nói Thưa cô Cháu là Đúng. Dũng Nước mắt đã đầm đìa Rồi cháu òa khóc Y hệt một đứa trẻ Bà nếu chặt lấy một cánh tay của cháu Người bà run bẩn bật Nhưng không khóc Bà nói run rẩy nín đi con nín đi dũng cô biết cả rồi cô biết từ mấy tháng nay rồi nhiều năm trôi qua tôi sống ở thành phố hồ chí minh thỉnh thoảng có việc phải ra hà nội đều ghé lại thăm cô hiền chú tôi đã mất rồi các em đã có gia đình riêng, chúng nó cũng đã bắt đầu già. Lớp các cụ trong họ chỉ còn vài người, cô Hiền là một. Cô đã yếu nhiều, đã già hẳn, ngoài 70 rồi còn gì, nhưng cô vẫn là người của hôm nay, một người Hà Nội của hôm nay, thuần túy Hà Nội, không pha trộn. Nơi tiếp khách của cô, sau tấm bình phong cao hơn đầu người, bằng gỗ chạm suốt mấy chục năm không hề thay đổi một bộ sa lông gỗ cái khánh cái sập gỗ chân quỳ chạm rất đẹp nhưng không khảm cái tủ chùa một cánh bên trong bày một cái lọ men thúy hồng một cái lư hương đời hán một cái liễn hấp sâm giang tây và mấy thứ bình lọ màu men thì thường nhưng có dáng lạ chả rõ từ đời nào cô đang lau đánh một cái bát thủy tiên men đỏ hai cái đầu rồng gắn nối bằng đồng miệng chân cũng đều bịt đồng thật đẹp bên ngoài trời rét mưa rây lả lướt chỉ đủ làm ẩm áo chứ không làm ướt lại nhìn một bà lão nếu là một thiếu nữ thì phải hơn lau đánh cái bát bày thủy tiên thấy tết quá hà nội quá muốn ở thêm ít ngày ăn lại một cái Tết Hà Nội. Năm nay chắc chưa thể có Thủy Tiên. Dân Hà Nội nhảy tàu lên Lạng Sơn buôn bán đủ thứ mà không buôn được vài ngàn cổ Thủy Tiên nhỉ. Ví thử có Thủy Tiên liệu còn có người biết gọt Thủy Tiên? Nhưng biết 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 gọt tỉa Thủy Tiên lại thêm cái cách sống, cái tâm lý sống ồ ạt, xô bồ, vụ lợi của đám người vừa thoát khỏi cái chết cái khổ đã dễ gì có được sự bình tĩnh để thưởng thức vẻ đẹp trang trọng của một giò hoa thủy tiên cô hiền hỏi anh ra hà nội lần này thấy phố xá thế nào dân tình thế nào tôi vừa cười vừa nói chưa bao giờ hà nội vui như bây giờ phố xá vui mặt người vui nhiều người nói hà nội đã sống lại tôi nói có đúng một phần phần xác thôi còn phần hồn thì chưa cứ nhìn nghe những người hà nội buôn bán ăn uống nói năng cư xử với nhau ở ngoài đường là đủ rõ nói thế cũng hơi nghiệt vì có mấy việc vừa xảy ra làm tôi tức tức và đau tôi đạp xe ở đường phan đình phùng tôi đạp chậm vừa đạp vừa nghĩ ngợi một ông bạn trẻ đạp xe như gió thúc mạnh bánh xe vào đít xe tôi may mà gượng kịp tôi quay lại nói cũng nhẹ nhàng cậu đi đâu mà vội thế hắn không trả lời đạp vượt qua xe tôi rồi quay mặt lại chửi một câu đến sững sờ tiên sư cái anh già lại một buổi sáng tôi tới thăm một người bạn ở quận đống đa đã lâu không đến nên quên đường lát lát phải hỏi thăm có người trả lời là nói sóng hoặc hất cầm. Con người thì cứ dương mắt nhìn mình như nhìn con thú lạ. Tôi có than phiền với vợ chồng bạn về sự thiếu lễ độ của người Hà Nội. Cô con gái đang cho con bú góp lời liền. Ông ăn mặc tẩm như thế. Lại đi xe đạp họ khinh là phải. Thử đội mũ giả ba được suy cưỡi cái cúp xem. Thưa gửi tử tế ngay. Tôi cười nhăn nhó. À, lại ra thế. Cô hiền không bình luận một lời nào về những nhận xét không mấy vui vẻ của tôi về hà nội cô than thở với tôi rằng dạo này cô thường nghĩ ngợi mọi chuyện một cách duy tâm y hệt một bà già nhà quê mùa hè năm nọ bão vào hà nội gào rú một đêm sáng ra mở cửa nhìn sang đền ngọc sơn mà hãi cây xi cổ thụ đổ nghiêng tán cây đè lên hậu cung một phần bộ rễ bật đất trồng ngược lên trời lập tức cô nghĩ ngay tới sự khác thường sự rời đổi điểm xấu là sự ra đi của một thời với người già bất kể ai cái thời đã qua luôn luôn là thời vàng son mỗi thế hệ đều có thời vàng son của họ hà nội thì không thế thời nào nó cũng đẹp một vẻ đẹp riêng cho mỗi lứa tuổi. Cô nói với tôi thế, đã biết nói thế, đâu phải đã già. Mấy ngày sau cô kể tiếp, thành phố cho mấy cầu tới nha, đặt bên kia bờ quàng dây tời vào thân cây si rồi kéo dần lên, mỗi ngày một tí. Sau một tháng, cây si lại sống, lại trổ ra lá non, vẫn là cây si của nhiều thế hệ Hà Nội, nghĩ cứ lạ tưởng là chết đứt bổ ra làm củi mà lại sống cô nói thêm thiên địa tuần hoàn cái vào ra của tạo vật không thể lường trước được cô muốn mở rộng sự tính toán vốn dĩ đã rất khôn ngoan của mình lên thêm một tầng nữa chăng cái tầng vô hình không thể biết nhưng phải biết là trên đời này còn có nhiều lý sự không thể biết để khỏi bị bó vào những cái có thể biết. Bà già vẫn giỏi quá, bà khiêm tốn và rộng lượng quá. Một người như cô phải chết đi, thật tiếc. Lại một hạt bụi vàng của Hà Nội rơi xuống, chìm sâu vào lớp đất cổ. Những hạt bụi vàng lấp lánh đâu đó ở mỗi góc phố Hà Nội hãy mượn gió mà bay lên cho đất kinh kỳ Trói sáng những ánh vàng Ngày 19 tháng 1 năm 1990 Theo Hà Nội Trong mắt tôi Nhà xuất bản Hà Nội 1995 Thanh Tùng diễn đọc Vui lòng bấm like, share và đăng ký kênh youtube Thanh Tùng diễn đọc Để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi chân chào, mến chào.